Hạt đu đủ chữa gai cột sống, thần dược tiền triệu nhưng ít ai biết đến. Rất vui mừng khi được gặp lại quý vị khán thính giả trong video ngày hôm nay. Thưa quý vị, đu đủ được đánh giá là một trong những loại thần dược tự nhiên. Trong đu đủ chín có chứa rất nhiều vitamin C, B1, B2, axit và khoáng chất như là canxi, kali, sắt, magie và kẽm. Nhiều người tưởng rằng đu đủ chỉ ăn phần cùi thì bổ, còn hạt nên bỏ đi vì có độc tố hoặc không có tác dụng gì. Tuy nhiên, theo quan niệm của Đông y, đu đủ có tính hàn, chữa các bệnh chai chân, tàn hương ở mặt. Phần hạt đu đủ chín có giá trị cao trong việc điều trị gai cột sống và các bệnh viêm xương khớp khác. Để sử dụng hạt đu đủ chín đúng cách, đem lại kết quả chữa trị bệnh gai xương khớp, trước tiên người bệnh cần phải lựa chọn hạt, sơ chế sao cho đúng kỹ thuật. Sau đây, kênh Nhân Sạch Sống Khỏe xin giới thiệu đến quý khán giả bài thuốc chữa bệnh bằng hạt đu đủ chín. Hạt đu đủ chữa gai đốt cột sống, thần dược tiền triệu nhưng ít ai biết đến. Hạt đu đủ là phần hạt màu đen bên trong quả đu đủ chín. Cây đu đủ là một cây quen thuộc tại Việt Nam, có phần thân trụ to thuộc dạng thảo, không có các nhánh nhưng có mấu. Cây cao trung bình từ 1 đến 2 mét hơn, phần lá cây mọc từ trên ngọn khá nhiều. Lá có hình chân vịt, có các khía to từ 5 đến 7 khía lớn. Hoa của cây được chia làm hai loại là hoa đực và hoa cái. Hoa đực thì có nhụy hoa thường liền với cánh hoa, còn hoa cái thì có buồm mang trứng, thường có 5 cánh hoa khá lỏng lẻo. Hoa đực thơm hơn, thu hút nhiều côn trùng đến lấy phấn, đem tới cây cái để thụ phấn. Hoa cái sẽ cho ra quả, quả có màu xanh hoặc màu trắng nhạt. Quả khá to và dài, khi chín có màu vàng hơi cam, ăn rất ngọt. Bên trong quả có chứa nhiều hạt màu đen, có phần vỏ nhăn nheo, khá mềm nên dễ bị bóc vỡ, nhưng khi phơi khô lại rất cứng. Hạt có chứa nhiều các dưỡng chất tốt cho cơ thể. Giá trị dinh dưỡng từ hạt quả đu đủ. Hạt đu đủ có chứa nhiều loại vi chất dinh dưỡng thiết yếu. Chúng có nhiều polyphenol và flavonol. Hai hợp chất này hoạt động như chất chống oxy hóa để giúp tăng cường sức khỏe. Bên cạnh đó, loại hạt này còn cung cấp một lượng axit béo không bão hòa đơn lành mạnh, bao gồm cả axit oleic và cả chất xơ. Những công dụng của hạt đu đủ. Các lợi ích sức khỏe mà loại hạt này đem đến bao gồm: 1. Trị run và các bệnh nhiễm ký sinh trùng. Cũng giống như đu đủ xanh, hạt của quả đu đủ có chứa hàm lượng cao enzyme papain nhằm phân giải protein để giúp loại bỏ ký sinh trùng đang ẩn nấp bên trong cơ thể, chẳng hạn như giun đường ruột, giun sán. Cũng giống như các papain phân hủy chất thải protein khó tiêu từ thức ăn, hợp chất này hòa tan màng sinh học và fibrin để bảo vệ ký sinh trùng, đặc biệt là trứng của chúng ký sinh trên thành ruột của bạn. Bên cạnh các enzyme phân giải protein thì hạt đu đủ cũng có chứa một loại thuốc kháng giun độc nhất có tên là Capani, đã được chứng minh là đem lại hiệu quả trong việc tiêu diệt giun ký sinh và ami. 2. Hỗ trợ điều trị bệnh xơ gan. Xơ gan là tình trạng lạm dụng rượu bia trong nhiều năm khiến cho gan co lại và trở nên cứng hơn bình thường. Khi ấy, bộ phận này sẽ làm việc không hiệu quả trong việc loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể, dẫn đến một loạt các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Hạt đu đủ thường được xem là một phương pháp điều trị tự nhiên hiệu quả cho bệnh xơ gan và giải độc gan một cách tổng thể. Phương pháp này đã được khuyến nghị là nghiền khoảng 10 hạt khô trong máy xay hạt tiêu hoặc cối. Sau đó, bạn đem trộn chúng với một thìa súp nước cốt chanh, rồi uống kèm với một cốc nước lọc. Ngoài ra, 1/4 thìa cà phê bột hạt đu đủ hữu cơ cũng có thể được sử dụng như một lựa chọn thay thế hiệu quả nếu bạn không có sẵn đu đủ khô. Bổ sung hỗn hợp này 2 lần một ngày trong vòng 1 tháng sẽ đem lại những cải thiện đáng kể. 3. Chống nhiễm trùng do vi khuẩn, điều trị ngộ độc thực phẩm. Một công dụng tiềm năng khác của hạt đu đủ là chống nhiễm trùng vi khuẩn. Thậm chí,
còn có thể điều trị ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn xấu gây ra. Loại hạt này có tác dụng kháng khuẩn và chống viêm mạnh mẽ cho hệ tiêu hóa. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chiết xuất làm từ hạt sẽ hỗ trợ hiệu quả trong việc tiêu diệt E. coli, Salmonella, Staph và các vi khuẩn nguy hiểm khác. Là một phương thuốc tự nhiên cho chứng ngộ độc thực phẩm, hạt từ quả đu đủ nên được dùng từ lúc bạn có những biểu hiện bất ổn đầu tiên và tiếp tục 3 lần trên một ngày với bữa ăn chính cho đến khi các triệu chứng được giảm bớt. Bạn lấy hạt nghiền nát, trộn cùng với một lượng nhỏ thức ăn cho người bệnh ăn. 4. Ngăn nấm men Candida phát triển quá mức. Các enzyme tiêu hóa mạnh trong hạt đu đủ giúp thay đổi hệ sinh thái đường ruột của bạn trở nên khó chịu hơn với nấm men. Đây sẽ là một trợ thủ đắc lực cho bạn trong việc điều trị nấm men Candida phát triển quá mức. Candida phát triển mạnh khi hệ thống tiêu hóa của bạn mất cân bằng. Nếu không được điều trị, chúng có thể sẽ gây ra mệt mỏi mãn tính, giảm khả năng miễn dịch, viêm ruột và vô số các rối loạn trên toàn cơ thể. Bằng cách tạo ra một môi trường hỗ trợ cho vi khuẩn tốt, nấm men gây bệnh và vi khuẩn xấu sẽ ít có khả năng tồn tại trong đường ruột. 5. Hạt đu đủ hỗ trợ trị nhiễm virus. Có khá nhiều báo cáo về việc sử dụng hạt đu đủ đã giúp điều trị thành công các bệnh nhiễm virus như sốt xuất huyết, sốt siêu vi ở một số vùng của Trung Mỹ và châu Á. Tuy nhiên, sốt xuất huyết là một căn bệnh nghiêm trọng, vì vậy hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ nếu bạn mắc phải bệnh này nhằm kiểm soát tình trạng bệnh một cách tốt nhất. 6. Bảo vệ thận của bạn. Stress oxy hóa chính là thủ phạm phổ biến của bệnh thận mãn tính, đặc biệt ở những người bệnh nhân đái tháo đường và có thể dẫn đến suy thận, khiến cho bộ phận này không còn khả năng lọc chất thải từ máu. Theo các chuyên gia, hạt từ quả đu đủ có tác dụng bảo vệ thận chống lại stress oxy hóa. Tuy nhiên, họ cũng gợi ý rằng nước ép mùi tây sẽ là một phương pháp điều trị tự nhiên, thậm chí tốt hơn để giải độc thận và củng cố sức khỏe của gan. 7. Tiêu hóa tốt hơn với hạt đu đủ. Nhiều người có thói quen dùng bữa với khẩu phần lớn và gặp khó khăn trong vấn đề về tiêu hóa. Hiện tượng dạ dày phân hủy protein kém có thể gây mùi trong đại tràng và tạo ra các hợp chất độc hại, khuyến khích vi khuẩn xấu phát triển quá mức, khiến cho mùi hôi sộc từ mũi lên miệng. Enzyme papain được tìm thấy trong hạt đu đủ là một chất tự nhiên có hoạt tính mạnh nhất để giúp phá vỡ protein khó tiêu trong đường tiêu hóa của bạn. Ăn một lượng nhỏ hạt đu đủ trong bữa ăn có nhiều thịt chính là cách đơn giản để cải thiện hệ tiêu hóa protein và ngăn ngừa các vấn đề như táo bón hay khí xấu sau này. 8. Giảm thiểu nguy cơ ung thư. Nhựa mà hạt đu đủ tạo ra rất tốt để ngăn chặn các tế bào ung thư phát triển nhờ vào chất ascetogenin có trong đó. Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng hạt đu đủ và lá đu đủ có tác dụng chống ung thư và ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào gây ung thư. Ở Nhật Bản, người dân uống trà lá đu đủ và thêm một chút hạt của loại quả này lên trên để duy trì một cơ thể khỏe mạnh. 9. Cải thiện các vấn đề về da. Hạt đu đủ rất giàu các axit amin khác như là glycine, rheokine giúp giảm thiểu tác động của quá trình lão hóa, giúp duy trì vẻ đẹp của làn da. Ngoài ra, hạt đu đủ cũng giúp cải thiện tình trạng da bị mụn khi nội tiết không ổn định. 10. Tác dụng chống oxy hóa. Hạt đu đủ có hàm lượng chất dinh dưỡng phong phú như là vitamin A, vitamin C, vitamin A, flavonoid và carotenin. Tất cả những dinh dưỡng này có đặc tính chống oxy hóa cao, giúp bảo vệ hệ thống tim mạch hoạt động được hiệu quả. Hơn nữa, những chất chống oxy hóa trong hạt đu đủ còn ngăn ngừa bệnh cúm tái phát, nhiễm trùng tai và cảm lạnh. Từ xưa đến nay, chúng ta đều biết rằng đu đủ là loại quả thơm ngon, bổ dưỡng và không hề đắt đỏ. Ít ai ngờ được rằng đu đủ không chỉ cung cấp các loại vitamin dồi dào
có tác dụng tốt cho sức khỏe. Thêm nữa, nhiều sách và tài liệu, các nghiên cứu gần đây đã cho thấy hạt đu đủ có tác dụng tốt đối với việc điều trị gai cột sống lưng. Cách chữa gai cột sống bằng hạt đu đủ. Chuẩn bị nguyên liệu như sau. Chọn quả đu đủ chín vừa tới, sau đó bổ đôi và lấy hạt nêm trong. Tùy theo vị trí đau nhức nhiều hay ít để lấy lượng hạt cho phù hợp. Tốt nhất, hãy chọn loại quả đu đủ chín cây để đảm bảo vừa già vừa đen mới thích hợp để dùng làm thuốc chữa bệnh. Với một số quả đu đủ bị chín ép thì hạt đu đủ sẽ không thủ độ già để thích hợp làm thuốc. Cho hạt đu đủ vào rổ, dùng tay sát nhẹ sao cho những lớp màng bọc bên ngoài bong ra và thu lấy phần hạt. Sát nhẹ nhàng và rửa thật sạch hết lớp ngoài cùng của hạt, không để lại lớp nhất bao quanh hạt. Cách thực hiện bài thuốc chữa bệnh với hạt đu đủ chín. 1. Bài thuốc đắp hạt đu đủ chữa gai cột sống. Với cách sử dụng này, bạn có thể làm giảm các triệu chứng đau cột sống đơn giản và nhanh chóng hơn. Chỉ bằng một vài thao tác đơn giản là bạn có thể chữa ngay bệnh đau cột sống vốn dĩ khiến bạn mệt mỏi mỗi ngày này rồi đấy. Cụ thể, bạn có thể thực hiện như sau đây. Đầu tiên, cần chọn đu đủ để lấy hạt đắp cho phù hợp, nên chọn đu đủ chín. Đây sẽ là loại đu đủ chứa dinh dưỡng chất papain cao nhất và dồi dào nhất. Sau khi chọn được quả tốt nhất thì các bạn bổ hạt và tách riêng ra cho rổ. Tiếp đó, dùng tay sát nhẹ để các lớp màng bọc bên ngoài bong ra hết để thu riêng phần hạt. Đem hạt này đi rửa sạch sẽ cho hết phần lớp nhờn bao quanh ngoài hạt. Tiếp sau đó, đem hạt đu đủ đã được rửa sạch cho vào giã nát rồi bọc vào miếng vải cốt tông mỏng và buộc chặt. Cuối cùng, sau khi đã chuẩn bị xong bài thuốc cho bệnh nhân nằm úp xuống trên giường, bắt đầu tiến hành đắp hạt đu đủ vào chỗ đau nhức. Sau chừng 15 phút đắp thì thêm một lớp nữa. Nên kiên trì thực hiện cách ngày với thời gian khoảng 1 lần trên ngày và khoảng 30 phút mỗi lần, liên tục trong vòng 1 tháng để cảm nhận thấy rõ hiệu quả hơn. 2. Bài thuốc uống chữa gai cột sống từ hạt đu đủ. Không chỉ đắp hạt đu đủ, sử dụng hạt đu đủ để nấu thành nước uống cũng có thể được xem là một bài thuốc hay cho lại tác dụng tốt. Các bạn có thể dùng nước hoặc thay thế nước lọc để uống mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu dùng cách này, các bạn cần lưu ý cẩn trọng rằng không nên nuốt cả hạt đu đủ. Nguyên nhân là hạt đu đủ sẽ khiến cho bạn bị ngộ độc hoặc khiến cho hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đối với bài thuốc này, bạn thực hiện như sau. Tương tự, bạn cũng cần chọn đu đủ phù hợp để bài thuốc được tốt nhất. Tuy nhiên, để sử dụng thuốc uống từ hạt đu đủ tốt nhất thì bạn nên chọn quả đu đủ chín già. Sau đó, bạn cũng bổ ra để lấy hạt để riêng. Đem phần hạt đã tách riêng để rửa sạch, sau đó cho vào nồi chừng với 2 lít nước để đun sôi. Khi nước sôi đủ 45 phút thì bạn tắt bếp là được. Bạn chắt lấy phần nước đã đun để dùng uống như nước uống bình thường hàng ngày. Bài thuốc này nên được áp dụng từ 1 tháng trở lên sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất. Chắc chắn rằng những cơn đau nhức của bạn sẽ giảm thiểu rất đáng kể đấy. 3. Bài thuốc kết hợp lá lốt với hạt đu đủ. Lá lốt kết hợp với hạt đu đủ để tạo ra bài thuốc chữa gai cột sống rất hiệu quả. Vừa tốt cho tinh thần, vừa cải thiện tình trạng bệnh nhanh chóng hơn. Các bạn có thể vừa áp dụng cụ thể bài thuốc này như sau đây. Nguyên liệu cần chuẩn bị là hạt đu đủ chín, 1 nắm lá lốt. Sau đó, chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu này, chúng ta tiến hành sơ chế nguyên liệu như sau. Rửa sạch hạt đu đủ và lá lốt để loại bỏ đất, bụi bẩn còn vương trên lá. Cho các nguyên liệu này cùng với một chút muối để ngâm và vớt ra để ráo nước. Tiếp đó, cho chảo lên bếp và đổ hạt đu đủ vào, lá lốt cũng cho vào chảo. Tiếp đó chừng 10 phút thì chúng sẽ khô hoàn toàn, bạn có thể tắt bếp vào lúc này. Sau khi tắt bếp thì tiến hành hỗn hợp cho vào miếng vải sạch đã được chuẩn bị trước đó, buộc chặt lại và đắp lên vùng bị gai cột sống đau nhức, khó chịu. Nếu thấy nguội
thì bạn lại tiếp tục xào thuốc để đắp tiếp. Kiên trì áp dụng biện pháp này trước khi đi ngủ thường xuyên, bệnh nhân sẽ cảm thấy được hiệu quả rõ ràng lên trông thấy. Các bạn nhớ kiên trì dùng bài thuốc đã chọn để thấy được hiệu quả bất ngờ nhé. Lưu ý khi sử dụng hạt đu đủ để chữa gai cột sống. Có thể nói, dù là bài thuốc dân gian, lành tính và gần như không có tác dụng phụ, tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, các bạn vẫn cần phải tuân thủ một số lưu ý nhất định. Các lưu ý khi sử dụng bài thuốc chữa gai cột sống bằng hạt đu đủ là: không nên đắp hạt đu đủ quá lâu vì sẽ gây nên bỏng da. Tốt nhất nên đắp từ 20 đến 30 phút là đủ thời gian để tinh chất thấm đều vào da. Nếu thời gian đắp thuốc quá dài vừa không đem lại được hiệu quả thì bạn cần phải dừng lại. Nhất là đối với những bài thuốc đắp gai cột sống thì điều này cần phải cẩn trọng và chú ý hơn nữa. Tránh trường hợp bệnh không khỏi mà chất thêm bệnh khác vào mình. Nên đi khám bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ bài thuốc nào, bởi bệnh nhân cần xác định rõ tình trạng bệnh và bản thân mình đang gặp phải có thể trị liệu đúng đắn nhất. Không để bài thuốc đu đủ qua đêm, cần sử dụng hết ngay trong ngày. Như đã nói, dù là đu đủ hay hạt tiêu đều lành tính, tuy nhiên cũng không thể phòng tránh được mọi rủi ro có thể xảy đến. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng thì các bạn nên thăm khám để được các bác sĩ tư vấn, kê đơn mới nên sử dụng, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Nên kết hợp cùng chế độ ăn uống, kiêng khem và luyện tập để đạt được hiệu quả cao nhất. Khi bạn sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, nếu đảm bảo chế độ luyện tập, ăn uống điều độ, khoa học thì chắc chắn rằng sức khỏe sẽ được nâng cao. Đặc biệt, sức đề kháng tốt hơn còn giúp cho tình trạng bệnh gai cột sống giảm đi đáng kể và rõ rệt. Vì vậy, chữa gai cột sống hay bất kỳ bệnh nào khác, bạn cũng cần xác định rõ kế hoạch, chế độ ăn uống của bản thân để có thể có kết quả điều trị tốt nhất. Quý vị khán thính giả thân mến, trên đây là phương pháp chữa gai cột sống bằng hạt đu đủ. Hy vọng rằng với video ở trên đây đã cung cấp cho người bệnh những thông tin cần thiết. Trong trường hợp bệnh tình không thuyên giảm sau thời gian dài điều trị, người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín gần nhất để được các bác sĩ chẩn đoán và thăm khám. Kênh Ăn Sạch Sống Khỏe chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.